trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tiếp tục vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Và phải xem đây là nội dung, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cả trước mắt và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương. Thứ hai, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân bằng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, chăm lo tích cực sản xuất, tạo nhiều mô hình nhà sạch, vườn đẹp có thu nhập cao, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ sản xuất đời sống dân sinh, ưu tiên đầu tư cho khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng cho bà con nhân dân. Tiếp tục xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân, giữa sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm, giữa sản xuất hàng hóa với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm. Tích cực trồng cây xanh, chăm lo chăm sóc bảo vệ cây trên các trục đường giao thông, các khu đất trống, chăm lo thu gom xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường để đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn luôn xanh sạch đẹp. Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã tăng cường công tác vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự hưởng ứng tích cực của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới với các cuộc vận động cách mạng và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương. Thứ tư là đề cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền thôn, xóm trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị thực sự cơ sở vững mạnh, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, phân công bố trí cụ thể cho từng cán bộ đảng viên, đảm bảo sâu sát ở cơ sở, gần gũi với dân để giúp dân tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo tỉnh và ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, cho phép tôi được gửi tới quý vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi và tiếp tục xây dựng nông thôn mới xã Diễn Nguyên đạt kết quả ngày càng cao, toàn diện, bền vững, giàu đẹp, văn minh. Xin trân trọng cảm ơn. Quyết định về việc thưởng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu quyết định điều 1, thưởng một công trình phúc lợi trị giá 200 triệu đồng cho xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015. Điều 2, kinh phí được trích từ nguồn ngân sách của huyện Diễn Châu năm 2016. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng các phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Tài chính kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Diễn Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Nguyên và các đơn vị cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch đã ký Chu Thế Huyền. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thay mặt huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Diễn Châu, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Nguyên đạt được. Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Nguyên đạt danh hiệu xã chuẩn nông thôn mới.
Tại buổi lễ đón nhận này, tôi đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên không ngừng đoàn kết, nhất trí một lòng, trước mắt và lâu dài cần tập trung cao độ để tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ và nhiệm vụ khó khăn và vất vả trong 7 nội dung cơ bản đạt sau đạt chuẩn nông thôn mới như sau. Thứ nhất, luôn luôn duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện nhà theo hướng hiện đại phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên toàn địa bàn xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế xã hội, không ngừng tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho nhân dân. Thứ ba, đẩy mạnh phát triển sản xuất, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân gắn với việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thứ tư, không ngừng nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, tích cực bảo vệ, cải thiện cảnh quan môi trường và môi trường sản xuất. Thứ năm, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thứ sáu, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, nâng cao tỷ lệ số xóm, số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Thứ bảy, tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xã hội và năng lực cán bộ công chức xã, giữ vững an ninh trật tự xã hội. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả các ông chí, tôi tin tưởng rằng với quê hương giàu truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực và phấn đấu đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển bền vững của nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện Diễn Châu. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khách quý, quý vị đại biểu, Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, chúng ta đã và đang được chứng kiến những giây phút thiêng liêng nhất, trọng đại nhất với niềm vinh dự và tự hào về một vùng quê có truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến ác liệt. Diễn Nguyên là một địa bàn chiến lược quan trọng, giặc đến là đánh, giặc đi là sản xuất, chi viện kịp thời sức người sức của cho tiền tuyến. Theo dòng chảy thời gian của lịch sử, tháng 11 năm 1953, thực hiện chủ trương chia tách địa giới hành chính, Tân Thái chia được 4 xã gồm Diễn Đồng, Diễn Thái, Diễn Nguyên, Diễn Liên, và từ đây hai tiếng Diễn Nguyên đã trở thành tiếng gọi thân thương của người dân về vùng quê yêu dấu. Diễn Nguyên hai tiếng quê hương qua bao đời vẫn kiên cường thủy chung, đất chân quê vẫn một lòng, người chân quê giữ hiếu trung vẹn toàn. Nơi đây đã chứng kiến và ghi dấu bao sự đổi thay, bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Kính thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, ngay giờ phút này chúng ta được chứng kiến khối nghi thức từ từ tiến vào lễ đài, đi đầu lá quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một biểu tượng thiêng liêng gần gũi của người dân nước Việt, là linh hồn của tổ quốc, non sông đất nước Việt Nam, được kết tinh từ hàng triệu dòng máu của lớp lớp người con đã chiến đấu quên mình cho tổ quốc. Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm cho lá cờ tổ quốc thêm đỏ thắm. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ. Sự hy sinh cao cả ấy đã làm rạng xanh non sông đất nước hôm nay. Chúng ta đang nhiệt liệt chào mừng quê hùng kỳ đang diễu qua lễ đài. Ngọn cờ hồng là biểu trưng cho thời khắc lịch sử 19 tháng 8 năm 1945 đi vào huyền thoại của dân tộc. Triệu Việt Kiều người nhất tề đứng tên làm cuộc cách mạng long trời lở đất giành chính quyền về tay nhân dân. Hơn 70 năm, hình bóng cờ hồng giữa thời thu tháng 8 luôn nhắc nhở lớp lớp cháu con về truyền thống hào hùng trên quê hương cách mạng năm xưa. Ngày nay trên trận tuyến mới, chúng ta càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết để tăng thêm sức mạnh, vững vàng hơn trên con đường đổi mới, đưa quê hương tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn trên xu thế hội nhập và phát triển. Đang tiến vào lễ đài là lực lượng tuổi trẻ xa nhà, là đội hậu bị, là cánh tay đắc lực của Đảng, là niềm tin hy vọng về tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Thế trẻ hôm nay đang khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, họ đang tự khẳng định vị thế của mình trước vận mệnh dân tộc và tương lai của đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, đoàn thanh niên xã Diễn Nguyên đã không ngừng lớn mạnh, xung kích sáng tạo và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ. Khi Đảng cần dân muốn, nguyện cống hiến sức trẻ của mình, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xung kích sáng tạo trong sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhiều tấm gương sáng tạo trong học tập, lập thân lập nghiệp, làm chủ trong lao động sản xuất, kinh doanh nối tiếp truyền thống quê hương Diễn Nguyên anh hùng. Đến lễ hội hôm nay với tinh thần tri thức là chìa khóa của mọi thành công, tuổi trẻ góp phước mình quan trọng vào công cuộc
cuộc xây dựng quê hương văn minh hạnh phúc. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng buổi diễu hành người cao tuổi hưởng ứng phong trào thực hiện 16 chữ vàng và trung ương hội phát động tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã cùng quân nhân cả nước đứng lên chiến đấu chống giặc ngoại xâm, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc giành độc lập, thống nhất nước nhà. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức của hội, từ xã đến xóm đã đi vào hoạt động nề nếp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, nêu gương sáng cho con cháu gia đình và dòng họ. Ngoài những phong trào do công ơn vương hội phát động, hội người cao tuổi xã Diễn Nguyên đã thành lập nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ thơ hương quê, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Nhiều tấm gương người cao tuổi, tuy tuổi cao sức yếu, song các cụ vẫn đem hết sức trí tuệ của mình, tài năng và kinh nghiệm góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiều năm liền, hội người cao tuổi được công nhận là tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đang tiếp về lễ đài là khối lực lượng quân sự công an xã nhà, phát huy truyền thống của lực lượng quân trang huyện Trần Châu, lực lượng công an quân sự xã Diễn Nguyên quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân thực sự vững mạnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thường xuyên chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh công tác an ninh nhân dân, đảm bảo trật tự an ninh và an toàn xã hội, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. 100% thanh niên đến độ tuổi tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có hiệu lệnh, là lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ địa phương cơ sở, đồng thời là lực lượng xung kích trong bảo vệ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch hòa, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lực lượng công an quân sự trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng lực lượng giáo viên ba trường học đang tiến vào lễ đài, là đội ngũ trí thức đang dặn dạy dỗ đào tạo các thế hệ học sinh một nền tảng văn chương và hiếu học từ truyền thống của vùng đất Hoan Châu, với biết bao hiện tài đã làm nên nghiệp lớn, được dân tộc mãi mãi lưu danh. Sự nghiệp đời người của các thế hệ nhà giáo đã và đang được kế thừa và phát triển. Hôm nay trên mảnh đất Diễn Nguyên, các cấp học cơ bản ổn định về cơ sở vật chất, các thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm chăm lo sự nghiệp chồng người, phong trào xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh toàn diện. Hàng năm các trường được công nhận tiên tiến và tiên tiên xuất sắc, số lượng học sinh sở tỉnh, huyện ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh được tốt nghiệp vào trường công lập được xếp bước đầu toàn huyện. 303 trường đạt danh hiệu trường trưởng quốc gia, 303 trường đạt danh hiệu và giữ vững đơn vị văn hóa. Với những thành tích đã đạt được, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới, chất lượng giáo dục dạy vào ở các nhà trường tiếp tục được nâng cao, trang bị cho con em xã Diễn Nguyên có đủ trí lực để bước vào đời vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển của quê hương đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, được thành lập vào mùng 6 tháng 12 năm 1989 với hơn 80 hội viên. Các anh là những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Qua 2 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội Cựu chiến binh xã Diễn Nguyên có 340 hội viên, là tổ chức quan trọng trong hệ thống chính trị nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ quyền lợi ích cho hội viên và nhân dân. Với truyền thống và bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân đội, các anh chị trở về với đời thường, tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp sức mình xây dựng thành công xã nông thôn mới. Phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh xã Diễn Nguyên luôn đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm liền được huyện hội công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hội Cựu chiến binh xã Diễn Nguyên thực sự là tổ chức tin cậy vững chắc của Đảng, chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đang tiến vào lễ đài là đoàn diễu hành hội nông dân xã Diễn Nguyên vào thời khắc lịch sử của nước nhà, hòa vào tiếng thống Xô Viết năm xưa, nông dân Diễn Nguyên cùng với nông dân xứ Nghệ làm nên một Xô Viết nghĩa tính chói người, dũng khí cách mạng 30-31. Chống Xô Viết Nghệ An vận động, Bắc Trung Nam tràn sóng đấu tranh, hầm than sưởng máy lều tranh, đứng lên tự cứu mà giành ấm no. Ngày 21 tháng 8 năm
1945 cùng với cả nước hàng ngàn nông dân Diễn Châu, trong đó có nông dân xã Diễn Nguyên từ khắp các nẻo đường đã kéo về phủ Diễn Châu giành chính quyền từ tay phong kiến về cho cách mạng, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi xã Diễn Nguyên được thành lập hội nông dân, xã ra đời với 200 hội viên, đến nay hội đã có hơn 3.000 hội viên, phát huy vai trò vị trí quan trọng. Xây dựng thành công mục tiêu quốc gia nông thôn mới, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết chủ động ăn cho đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Các hoạt động sáng tạo nhà nông mưa tài đã xuất hiện nhiều nông dân giỏi, tình hình tiên tiến là tổ chức luôn đi đầu trong công việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ chính quyền địa phương. Nhiều năm liền được hội cấp trên tặng giấy khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành hội phụ nữ xã Diễn Nguyên. Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, đều có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam. Nhiều tấm gương nữ anh hùng đã để lại cho chúng ta niềm tự hào và kiêu hãnh, hình tượng thiêng liêng nhất mà cả dân tộc Việt Nam tôn thờ với lòng thành kính là danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tất cả đều hội tụ một cách tinh túy nhất trong tâm hồn người phụ nữ Việt Nam đáng yêu và đáng kính. Trong suốt chặng đường xây dựng quê hương, hội liên hiệp xã nhà đã đoàn kết một lòng xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Từ 200 hội viên của những ngày mới đầu thành lập, đến nay số hội viên đã lên tới 1.500 người. Hội đã cống hiến tài năng và sức lực góp phần vào công cuộc củng cố, xây dựng và phát triển quê hương với nhiều phong trào lớn được Đảng và nhân dân tin yêu mến phục. Nối tiếp truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy mạnh phong trào xây dựng mái ấm tình thương, phụ nữ xã Diễn Nguyên tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Diễn Nguyên khóa 38 nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, chúng ta đang nhiệt liệt chào đón đoàn diễu hành đơn vị làng Tân Cảnh, là đơn vị nằm cách ủy ban nhân dân xã gần 1 km về phía tây nam, với diện tích đất tự nhiên 67 hecta, 280 hộ dân và trên 1.000 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ, ngành nghề kinh doanh ít phát triển, đời sống nhân dân đang gặp nhiều khó khăn. Song bù lại, người dân xã một cần cù trong lao động, sống chân thành và cởi mở, nhân dân đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm trọn vẹn. Những năm gần đây, phong trào của đơn vị đã gặt hái nhiều kết quả, hệ thống đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động đều, bộ mặt nông thôn đang ngày thay da đổi thịt, thu nhập bình quân đầu người từ 21 đến 23 triệu đồng trên người trên năm. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ đảng, chung sức đồng lòng xây dựng đơn vị vững mạnh về toàn diện. Đang tiến vào lễ đài là đơn vị làng Tân Phong 21, là đơn vị tách ra từ làng Đề nhất xưa, nơi đây có truyền thống nghề xây từ rất sớm. Đơn vị làng Tân Phong 1 có bề dày truyền thống văn hóa văn nghệ thể thao, trong những năm qua luôn là lá cờ đầu trong mọi phong trào, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Người dân nơi đây cần cù chịu khó, luôn chăm lo cho thế hệ trẻ mai sau, đã có nhiều con em đỗ đạt cao, tỷ lệ học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước. Trong quá trình phát triển, nhân dân sống đoàn kết nhân ái, trọng lễ phải, bằng truyền thống sẵn có từ lâu đời đã hun đúc nên một làng quê đầm ấm, đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. Với sự phấn đấu của cán bộ và nhân dân, năm 2004 đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện tặng danh hiệu làng văn hóa, năm 2004 làng được Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An công nhận di tích đền về nhất là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đang từ từ tiến vào lễ đài là đoàn diễu hành làng Tân Phong 2. Đơn vị làng Tân Phong 2 là đơn vị được chia tách với truyền thống của làng Đề nhất xưa, đến nay phong trào của đơn vị luôn gặt hái được thành công. Với địa bàn có số lượng ít dân, song bằng tinh thần và trách nhiệm của nhân dân biết phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đến nay đời sống nhân dân đã từng bước thay ra đổi thịt. Đặc biệt phong trào văn hóa văn nghệ phát triển mạnh, phong trào thể thao quần chúng được quan tâm. Nhân dân đơn vị làng Tân Phong 2 có truyền thống luôn hoàn thành xuất sắc mọi nghĩa vụ với nhà nước và tập thể, bằng sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết tại cộng đồng.
cần cù trong lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, dám nghĩ, dám làm. Từ đó, đời sống nhân dân luôn ổn định, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, làng đã phát huy tối đa nội lực đầu tư công chức và tiền của bê tông mới toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn, xây kè hệ thống mương tiêu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành đơn vị làng Tân Thịnh đang từ từ tiến vào lễ đài, là đơn vị nằm phía đông xã có dòng sông Bùng cuốn quanh bao bọc với gần 300 hộ dân và trên 1.300 nhân khẩu. Một vùng quê có truyền thống hiếu học, cụ Đàm Văn Lễ đầu tiến sĩ vào thế kỷ 15 phát huy tinh thần hiếu học của đơn vị. Trong những năm gần đây, phong trào giáo dục của đơn vị, con em của làng đỗ đạt ngày càng đông, tinh thần hiếu học đã khơi dậy niềm tự hào và động lực tạo nên sức mạnh cho phong trào nơi đây phát triển bền vững cả về vật chất và tinh thần. Là đơn vị luôn đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đảng bộ và chính quyền giao phó, một trong những đơn vị có tiềm lực kinh tế vững chắc, nhân dân cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, là đơn vị có tinh thần đoàn kết. Tỷ lệ con em đầu đại đạt càng nhiều, tỷ lệ học sinh đầu vào các trường đại học cao đẳng hàng năm đứng thứ nhất nhì trong toàn xã. Đến với lễ hội hôm nay, đơn vị làng Tân Thịnh đang là điểm sáng trên quê hương yêu dấu. Năm 2015, làng Tân Thịnh là đơn vị được Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa huyện Trấn Châu chọn là đơn vị văn hóa đi báo cáo điển hình tại hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư toàn tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang tiến vào lễ đài là đoàn diễu hành làng văn hóa Tân Ninh, là đơn vị được đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2010. Với tinh thần và khí thế mới, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi. Từ một đơn vị kinh tế yếu kém, đến nay là đơn vị có thu nhập bình quân đầu người khá, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoàn nạn khó khăn, được nhân dân quan tâm, kịp thời động viên giúp đỡ. Phát huy nội lực vượt khó khăn, với tinh thần đoàn kết của cán bộ và nhân dân làng Tân Ninh đã tạo nên bước ngoặt mới, đời sống nhân dân ngày càng ổn định, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Đến với buổi lễ hôm nay, cán bộ và nhân dân làng Tân Ninh đang hứa hẹn những thành công mới.